Nhớ lại
em đánh dấu đảm nhận sách đấy, là mình luôn nâng cao tư tưởng, thế rồi là gì, luôn học tập rồi luôn luôn phải đọc nhiều để mà nâng cao cái bản lĩnh chính trị, rồi nâng cao cái mà học là gì, phản đối lại hay là chiến đấu lại hay là chống lại các cái quan điểm mà sai trái với lại chính sách, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam này. Thì mình đọc xong những cái bài như thế này thì mình nghiêng vào phía trên rồi. Thế này thì các bạn các chú ở đây, tức là các bạn các chú đảng viên này, các bạn các chú đảng viên Đảng Cộng sản nhiều tuổi rồi đấy. Các bạn cứ làm, các chú vừa qua cứ làm như thế. Thế nhưng mà lại còn là bây giờ lại kêu gọi là gì, lại giao quân kêu gọi hay là lên lớp hay là dạy dỗ các cháu, các em, các cháu đảng viên trẻ là phải thế nào, phải thế kia, là phải học tập, phải trau dồi.